Ngọc Châu dài chừng giấu nhẹm cơ bụng sau khi bị bóc mẹ phẫu thuật eo, visual gánh còng lưng. Kể từ khi trở về từ Miss Universe 2022, Hoa hậu Hoàng Vũ, Ngọc Châu vẫn đang là nhân vật thu hút sự chú ý từ phía khán giả nhưng đa phần theo chiều hướng tiêu cực. Nàng hậu liên tục bị cõi mạng xăm soi ngoại hình lẫn trình độ học vấn khiến cô bị nhiều người hâm mộ quay lưng. Mới đây, một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh đã được diễn ra và quy tụ dàn khách mời là những người nổi tiếng. Đặc biệt gây ấn tượng mạnh tại sự kiện không thể không nhắc đến màn hiện diện của Hoa hậu Ngọc Châu. Trong chiếc đầm đỏ nổi bật chấm phá với bông hoa to bản trước ngực, nàng hậu của Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam khoe thần thái sang chảnh, thu hút mọi ánh nhìn và ống kính của báo chí. Thiết kế này giúp Ngọc Châu trở nên vô cùng nổi bật tại sự kiện, đồng thời việc hạn chế để lộ cơ thể cũng giúp nàng hậu tránh được những lời thị phi bàn tán về thân hình của mình. Trước đó, tại một sự kiện thời trang, Ngọc Châu đã có màn lên đồ táo bạo với thời trang cắt xẻ, khoe ra phần da thịt ở vòng 2. Tuy nhiên, ở mỗi bước đi, phần eo của nàng hậu lại trở nên kỳ lạ, kém thẩm mỹ. Cũng chính vì thế mà cư dân mạng bàn tán xôn xao và một lần nữa, nghi vấn Ngọc Châu từng thực hiện thẩm mỹ cho cơ thể lại tiếp tục dấy lên. Cư dân mạng để lại nhiều bình luận chứng minh, ai chăm tập luyện cơ bụng sẽ biết ngay có phẫu thuật hay không. Bụng như thế này chắc chắn phẫu thuật tiểu rãnh số 11, phẫu thuật rãnh bụng hoặc là hút mỡ bụng nhưng không chăm sóc cẩn thận khiến da bụng trùng xuống, nói chung là có dao cáo. Thật ra ai tập gym hoặc có kiến thức về phẫu thuật thẩm mỹ cũng biết là Châu có sửa gì trên body không, chẳng qua vì Châu tốt tính nên mọi người mới không nói. Fan của Châu bớt đem ảnh muối bụng để khè thiên hạ nhé. Mặc dù không thể thoải mái khoe hình thể như mọi lần, nhưng visual của nàng hậu thì hoàn toàn nổi bật. Qua hình ảnh được ghi lại tại sự kiện bằng cam thường, có thể thấy gương mặt Ngọc Châu hài hòa tự nhiên, không hề có dấu hiệu phẫu thuật thẩm mỹ trên gương mặt như nhiều đồn đoán trước đó. Một phần vì không lập thành tích tại Hoa hậu Hoàng Vũ 2022, Ngọc Châu không còn nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía khán giả sắc đẹp như trước đây. Tuy nhiên, nàng hậu 28 tuổi vẫn tích cực tham gia nhiều hoạt động và hoàn thành tốt vai trò đương kim Miss Universe Việt Nam của mình. Mới đây, ban tổ chức Miss Universe chính thức công bố giải thưởng Best National Costume, quốc phục đẹp nhất mùa giải 2022. Theo đó, chiến thắng thuộc về quốc phục của đại diện Ukraine Victoria Abashenko. Đây là kết quả dựa vào lượng vote của khán giả. Cổng bình chọn cũng vừa khép lại không lâu trên app chính thức của cuộc thi. Dù hài lòng với trang phục chiến thắng, song nhiều khán giả phải la ó việc công bố kết quả chậm chạp của tổ chức Miss Universe bởi cuộc thi đã khép lại từ 2 tháng trước. Đại diện Việt Nam Hoa hậu Ngọc Châu đang đến cuộc thi bộ quốc phục mang tên Chiếu Cà Mau. Dù khá đặc sắc và bắt mắt, song chân dài Tây Ninh không thể giành chiến thắng. Trước đó, Ngọc Châu cũng trắng tay tại chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ 2022. Thành tích duy nhất của cô là thắng hạng mục áo choàng bikini đẹp nhất được trao online sau chung kết. Có lẽ nhiều khán giả sẽ đặt ra câu hỏi đối với việc các hoa hậu mọc lên như nấm ở thời điểm hiện tại. Một nàng hậu không thể có thêm một bước tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế như Ngọc Châu, thì tương lai cô phải làm gì để tồn tại trong giới giải trí? Khi bàn về vấn đề này, MC Vũ Mạnh Cường nhận xét đàn em là người khéo ăn khéo nói, cầu tiến và rất bản lĩnh. Nam MC cho biết anh luôn yên tâm khi làm việc với nàng hậu, thậm chí còn nhiều lần khuyến khích cô thể hiện cá tính của mình bởi cách nói chuyện của Ngọc Châu rất duyên dáng và thông minh. Vũ Mạnh Cường tiết lộ anh từng nhiều lần khuyến khích Ngọc Châu thay đổi con đường dẫn chương trình sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Là MC có nhiều kinh nghiệm, Vũ Mạnh Cường tin rằng nàng hậu có thể tỏa sáng trong vai trò này và sắp tới cả hai có thể cùng nhau dẫn các chương trình lớn ở quê nhà. Có lẽ đây là một sự lựa chọn không tệ cho nàng hậu. Trong tương lai rất có thể khán giả sẽ nhìn thấy một MC Ngọc Châu thay vì là một Hoa hậu Ngọc Châu như hiện tại.